Kính thưa quý vị, việc kịp thời thay đổi tư duy trong chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được nhiều địa phương từng bước áp dụng, mang lại giá trị, lợi nhuận một cách khả quan. Hậu Giang là một trong những địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng khá mạnh. Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa màu hay cây ăn trái. Qua đó nhiều hộ vươn lên khá giàu. Sinh sống ở vùng đất trũng phèn, bao đời nay gia đình ông Nguyễn Văn Sĩ, ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chỉ biết gắn bó với cây mía. Tuy nhiên tình trạng thất mùa, mất giá liên tục tái diễn. Khi địa phương phát động phong trào chuyển đổi mía sang trồng khóm MD2, ông là người đầu tiên hưởng ứng. Theo ông Sĩ, khóm MD2 là loại khóm sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt, do có vỏ mỏng, nhiều nước, thịt giòn, màu vàng tươi, ít sơ, hương vị thơm ngon, nên trái khóm này sử dụng rất phù hợp cả cho ăn tươi và chế biến. Thấy trái khóm nó đồng đều, nó tương đối với nhau, là nó đạt rất tốt, có khoảng 9 tấn trên một công được có. Do mang lại hiệu quả kinh tế cao nên hơn 4 năm qua, bà con ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp đã chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây khóm MD2. Từ 4 hecta trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay diện tích khóm MD2 ở địa phương này đã phát triển lên hơn 120 hecta với hơn 40 thành viên tham gia. Với năng suất trái từ 70 đến 90 tấn một hecta và được bao tiêu với giá 5.700 đồng một ký, cùng với tiền bán chồi giống, sau khi trừ hết các khoản chi phí như cây giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, màng phủ nông nghiệp, làm đất, nhân công lao động, người trồng khóm MD2 nơi đây còn lãi từ hơn 160 triệu đồng đến hơn 250 triệu đồng một hecta, cao gấp nhiều lần so với trồng mía. Mía trừ chi phí gọi có năm thì thu nhập khoảng 10 tới 20 triệu, còn có năm thì chắc cũng phá què luôn. Còn có muốn lỗ luôn. Còn cây khóm thì mình thu nhập thì nó cao đó, lại thì khoảng 6-70 triệu trên hecta một năm. Nó phấn khởi thì nó ngon hơn lúc trước nhiều rồi đó. Theo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh đã khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả, nhất là đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như mô hình trồng khóm quyên trên đất nhiễm phèn nặng, canh tác rải vụ xoài cát Hòa Lộc, và ứng dụng bao trái xoài, trồng mãng cầu sim theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, trồng măng cụt an toàn vệ sinh thực phẩm, trồng chôm chôm an toàn vệ sinh thực phẩm, mô hình cải tạo vườn tạp kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, chuyển đổi đất mía sang trồng khóm MD2, nuôi cá trên ruộng lúa. Tất cả các mô hình trên đều cho lợi nhuận trên 50 triệu đồng một hecta một năm, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, góp phần tăng thu nhập và ổn định cuộc sống của bà con nông dân. Nhiều mô hình sản xuất nông sản sạch ở trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã có hình thành từ 2-3 năm nay, thì nó phải từng bước, tức là trước đó thì mình sử dụng một số loại thuốc trừ sâu, thì năm thứ hai thì mình ít hơn nữa và năm thứ ba thì tuyệt đối không sử dụng các cái loại thuốc mà ta chỉ sử dụng các cái loại men vi sinh để nó an toàn cho sản phẩm và nó được chứng nhận cái nông sản sạch. Cái giá cả của cái nông sản phẩm sạch đó thì tương đối cao hơn các cái sản phẩm truyền thống ta lúc trước. Là thí dụ như sản phẩm truyền thống ta trước là 1.000 thì bây giờ khoảng 1.500. Khi mà mình làm như vậy đó thì có cái liên kết giữa cái công ty doanh nghiệp người ta đến ta bao tiêu và thậm chí người ta đầu tư ngay từ đầu. Tại Kiên Giang, hơn 5 năm qua, địa phương này cũng đã chuyển đổi 32.864 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo đó, tỉnh chuyển đổi 10.290 hecta ở khu vực ven biển vùng U Minh Thượng và Tứ Giác Long Xuyên sang sản xuất kết hợp lúa tôm thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn. Mô hình lúa tôm không chỉ là mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, mà giờ đây còn được nâng tầm khi có sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Điển hình như gia đình anh Phạm Chí Thương, sau khi được công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp hữu cơ lúa tôm bao tiêu,
việc canh tác của gia đình trở nên nhẹ nhàng, không còn lo cảnh bấp bênh về giá cả. Đất sản xuất trở nên màu mỡ hơn, giúp lúa phát triển mạnh, giảm được chi phí phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật. Lúa hữu cơ nuôi tôm trên nền đất lúa thì lợi nhuận là nói chung là rất là cao. Cái thứ nhất thì cái đầu ra ổn định. Cái thứ hai đó là về cái giá trị, cái giá trị của sản phẩm mình làm ra là nó có giá trị nó cao hơn. Với lợi thế an toàn cùng chất lượng thơm ngon, gạo làm từ giống lúa thơm được trồng trong ruộng tôm đang có cơ hội trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long khi cho ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Cái sản phẩm gạo từ cái mô hình lúa tôm nó rất là đặc biệt. Đặc biệt ở một chỗ là khi mình trao đổi với khách hàng là khách hàng tin tưởng ngay, tại vì trong cái quá trình mà trồng lúa đó mình có kết hợp nuôi tôm thì con tôm nó rất là nhạy cảm với môi trường. Do đó là gần như là khách hàng, người nông dân họ rất là ý thức để bảo vệ môi trường. Do đó việc kiểm soát bà con nông dân tuân thủ cái quy trình sản xuất an toàn hay là quy trình sản xuất hữu cơ rất là dễ dàng. Và từ đó trong những năm gần đây thì khách hàng dùng gạo lúa tôm đã có những cái phản hồi tích cực về chất lượng gạo nó ngon hơn, nó dai, nó dẻo và nó thơm hơn. Đồng thời là cái vị nó đậm hơn. Do đó thì hiện nay cái sản phẩm mà gạo làm từ mô hình lúa tôm thì nó về cái giá thành cùng một loại gạo trên thị trường thì nó cao hơn trên 10% so với các cái loại gạo thông thường. Trong khi đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, trong năm 2021, thành phố đã gặt hái thành tựu mới trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả được gần 1.700 hectare diện tích cây ăn trái như xoài, mít, sầu riêng, chanh. Riêng sản xuất lúa, cây trồng chủ lực còn chiếm diện tích lớn ở khu vực ngoại thành, thành phố. Khuyến cáo nông dân ưu tiên sử dụng giống lúa chất lượng cao và các giống thơm đặc sản chiếm trên 90%. Tỷ lệ sử dụng giống cấp xác nhận chiếm hơn 80%. Hiện nay, thành phố duy trì 136 cánh đồng lớn với diện tích hàng vụ trên 32.880 hectare, có hơn 22.250 hộ nông dân tham gia. Trong đó, nông dân áp dụng sản xuất theo quy trình Việt Gáp, Lobo Gáp trên 1.000 hectare. Gần 100 hectare cây ăn trái được cấp mã vùng trồng và có 71 điểm vườn kinh doanh du lịch. Trong năm nay, ngành nông nghiệp các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường phổ biến chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng và giá trị cao vào sản xuất, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực, tập trung phát triển các hợp tác xã gắn sản xuất với chuỗi cung ứng, đồng thời phát triển nông nghiệp đảm bảo an toàn chất lượng, tăng cường việc hướng dẫn, cấp chứng nhận mã số vùng trồng, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra còn tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công tác quản lý vùng trồng để xuất khẩu và mở rộng thị trường cho nông sản. Để thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng kém hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, thời gian qua, các tỉnh, thành, đồng bằng sông Cửu Long đã phát huy đa dạng cây trồng. Tuy nhiên, làm thế nào để mô hình này được nhân rộng, phát triển bền vững và có chiều sâu, thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ, trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Xin chào giáo sư, rất vui và cảm ơn giáo sư đã dành cho Truyền hình Nhân dân có cuộc gặp gỡ và trao đổi ngày hôm nay. Thưa giáo sư, việc kịp thời thực hiện các mô hình chuyển đổi cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long từng bước đã được người dân phát huy rất hiệu quả. Giáo sư có nhận định như thế nào về việc chuyển hướng một cách tích cực như thế này? Vừa qua thì phải nói là rất nhiều các mô hình canh tác hiệu quả, khai thác tối đa cái tài nguyên đất đai, tài nguyên con người của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị đã từng thấy là cái mô hình lúa tôm càng xanh tôm sú đã đưa cái thu nhập gấp 5 lần cái thu nhập canh tác độc canh trước đây. Rồi mô hình lúa cá đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long
lúa, lúa dịch vân vân và các mô hình canh tác khác, trong đó là lúa rồi cây màu chuyên canh xen canh với nhau, và đúng nghĩa là kinh tế tuần hoàn, có nghĩa là chúng ta trồng lúa rồi trồng đậu nành rồi trồng nhiều các loại cây khác, ta nghiền lại với nhau để tạo ra một cái sản phẩm mới để phục vụ cho chăn nuôi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây có thể nói là làm sao chúng ta phải khai thác toàn thể các cái nguồn lực con người, nguồn lực vùng đất đai, nguồn lực là cái khí hậu thiên thời địa lợi của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và vừa qua chúng ta đã thành công rất nhiều, bây giờ là làm sao nhân rộng cái mô hình đó. Có thể thấy việc mở rộng quy mô vùng trồng và trồng như thế nào, áp dụng tiến bộ kỹ thuật ra sao, thì đó không còn là câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm của những người nông dân, mà hơn hết thì cần có sự nghiên cứu khoa học, đầu tư quy hoạch tổng thể các loại cây trồng, vùng trồng, xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy thì trường Đại học Cần Thơ đã thực hiện và chuyển giao công việc này đến các địa phương trong khu vực như thế nào, thưa giáo sư? Chúng tôi đã ký kết hợp tác toàn diện với khoảng 7 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và trên 30 huyện của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó là đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật của các viện trường vào các quy trình chuyển đổi này. Như vậy, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương trong cái tổ chức sản xuất, tổ chức hợp tác xã, tổ chức các tổ hợp tác và có tham gia của doanh nghiệp bao tiêu trong cái chuỗi sản xuất đó, bao tiêu sản phẩm, và các nhà khoa học, các viện trường sẽ đẩy mạnh cái chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Như vậy, theo giáo sư thì trong thời gian tới, chính quyền địa phương và người dân cần làm gì để đẩy mạnh mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị cho đặc sản của vùng châu thổ và nhất là tăng thu nhập cho người dân? Chính quyền có vai trò rất lớn trong vấn đề là quy hoạch. Chúng ta đã có quy hoạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch của từng tỉnh. Bây giờ chúng ta đưa tới quy hoạch tới cấp huyện và phải tổ chức cái quy hoạch đó cho nó bài bản dựa trên dùng đất đai, khí hậu, thời tiết, cái thói quen canh tác của bà con địa phương, cái sản phẩm đặc thù, quy hoạch cho tốt. Cái thứ hai, tổ chức sản xuất các hợp tác xã, các tổ hợp tác để nâng cái diện tích, có một giá trị diện tích để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đặt ra, thì chính quyền địa phương phải tổ chức cho được cái quy hoạch tổ chức sản xuất và xây dựng những cơ chế chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân, hỗ trợ cho hội nông dân, hỗ trợ cho các doanh nghiệp để đồng hành qua quá trình chế biến, sản xuất rồi bao tiêu sản phẩm thương mại. Cái trách nhiệm các viện trường là chúng tôi đứng đằng sau đó đẩy cái tiến bộ kỹ thuật vào để giúp cho cái nối kết giữa cái chính của bà con nông dân cùng với doanh nghiệp là có hiệu quả hơn để khai thác cho được cái tài nguyên đất đai thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã có những chia sẻ quý báu. Hy vọng sau chương trình này chúng ta sẽ có thêm những sáng kiến trong việc mang lại hiệu quả cho cây trồng. Kính thưa quý vị, có thể thấy nguồn nguyên liệu nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long đã ngày càng đa dạng từ khi áp dụng mô hình chuyển đổi cây trồng theo hướng thuận thiên. Tuy nhiên, để nguồn nguyên liệu này ngày càng nâng cao được giá trị, có thị trường bền vững cả trong và ngoài nước, thì rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp từ khâu tiêu thụ cho đến chế biến để người nông dân không phải lo cảnh được mùa mất giá. Chương trình Miền Tây hôm nay do chi nhánh Truyền hình Nhân dân tại Cần Thơ thực hiện xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.